Quý vị và các bạn thân mến, vào thời điểm giao mùa, lúc thời tiết trở nên se lạnh hơn thì việc tìm mua một chiếc bình nước nóng không phải là khó. Nhưng mua loại nào để vừa an toàn, tiết kiệm điện, lại có lợi cho sức khỏe lại là một câu hỏi đặt ra cho rất nhiều người. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một công nghệ làm nước nóng mới, đó chính là Super Cream. Và khởi đầu câu chuyện ngày hôm nay thì ngài có thể cho quý vị hiểu rõ hơn về tập đoàn Super Cream cũng như là vì sao tập đoàn Super Cream lại lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong các nước Đông Nam Á. Sau 35 năm được lần mò trong cái cuộc sống ở Mỹ thì anh được may mắn anh hợp tác với tập đoàn Super Cream để tìm thấy được một cái công nghệ mà nó phù hợp cho cái nước Việt Nam. Thì anh thấy cái nước Việt Nam là cái nước quê cha đất tổ, là cái điều đầu tiên, cái gì ngon nhất, cái gì tốt nhất anh mang về đây để mà cống hiến cho cái đất nước của mình. Ngài có thể cho biết thêm những ưu điểm nổi trội của công nghệ Super Cream ứng dụng để làm nóng nước ạ? Năm 2008, công ty tập đoàn của tôi Super Cream đã đột phá một cái cách đó là kêu mà tuyệt vời nhất là một cái tia hồng ngoại. Mà cái này nó là một cái loại quad mà nó là một cái thể chất kiến mà nó chịu đựng sức nóng 3500 độ. Thì khi mà mình có một cái chất thể 3500 độ, làm sao mình điều khiển trong một cái dây hoặc một hoặc hai dây để cho cái độ nóng và cái độ nước lạnh. Mình xin giới thiệu, đây là cái bộ thông minh PID control. Nó đặc điểm của nó là mình mở 1 lít thì cái bộ thông minh nó nói các bạn đang tắm 1 lít, tôi chỉ lấy 2 kg để tôi nấu cái nhiệt độ đó và 3 kg tôi nấu được nhiệt độ đó. Thành ra cái đặc điểm của nó là lên và xuống tùy theo cái người dùng, là chúng ta sẽ tiết kiệm rất là nhiều điện. Xin chào chị Lavivien, cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Vậy chị có thể nói rõ hơn về những lợi ích mà công nghệ này đem lại cho người tiêu dùng ạ? Mình thấy 3 cái ưu điểm tốt nhất, tức là nó giảm cái tiền mà mình phải trả tiền điện. Rồi cái thứ hai là khi mà nước nó chảy qua cái thạch anh đó, khi mà nó đã qua được cái tia hồng ngoại đó, làm cho cái làn nước rất là sạch. Và cái điều kiện thứ ba như mình đã nói lúc đầu là nó an toàn tuyệt đối. Bình nước nóng hồng ngoại Super Cream đã có mặt tại Việt Nam với 2 dòng sản phẩm. Dòng sản phẩm gia đình thích hợp cho không gian phòng tắm gia đình, bể sục, nhà bếp. Dòng sản phẩm công nghiệp phù hợp với không gian cần sử dụng lượng nước nóng lớn như bể bơi, khu resort, tòa nhà, chung cư cao tầng bằng việc lắp đặt hệ thống nước nóng tập trung. Trong tương lai, công ty Super Cream Việt Nam sẽ có những định hướng phát triển. Chúng tôi là văn phòng đại diện của tập đoàn Super Cream tại Đông Nam Á. Định hướng trong thời gian tới của chúng tôi là ổn định và phát triển thị trường trong nước. Để biết thêm chi tiết, văn phòng đại diện 126 Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 04-6259-6991, hotline 0986-220404.